Video này sẽ thay đổi cách nấu nướng của bạn mãi mãi. Bạn không phải là trường hợp duy nhất cảm thấy nấu nướng là một việc rất là khiến bạn ngán ngẩm, tốn kém thời gian. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng này chỉ việc bằng một vài thay đổi nhỏ để giúp khơi dậy niềm yêu thích nấu nướng và thắp lửa tình yêu cho gian bếp của gia đình bạn. Dưới đây là các ý tưởng hữu ích để khơi dậy cảm hứng nấu ăn trong con người bạn. 1. Tự thưởng cho bản thân một thiết bị nấu nướng mới. Một trong những cách nhanh nhất để thu hút đẩy bản thân mình trở lại nấu nướng là làm tự thưởng cho mình một vài thiết bị nấu ăn mới. Một số dụng cụ nấu nướng đẹp, thẩm mỹ, bắt mắt như chén đĩa, bát đĩa, tách ly, vân vân, rất là nhiều thứ và nhiều đồ gia dụng khác. Hoặc một vài cái thiết bị hiện tại như là lò nướng, nồi chiên không dầu, chảo chống dính, ấm siêu tốc, máy xay thịt, máy ép hoa quả, vân vân. Khiến cho bạn hào hứng và trở lại bếp. Thật là bận rộn với cái việc sử dụng những cái món đồ này, bạn sẽ yêu thích những món đồ này. Chế biến những món ăn mà bạn yêu thích thay vì việc phải vắt óc mỗi ngày để nấu những món ăn mới lạ. Tại sao lại không đơn giản là nấu những món ăn mình yêu thích, gia đình và mọi người xung quanh mình yêu thích? Hãy đặt tròn tâm tư nấu món bạn thích trước khi nghĩ đến chuyện nâng cao tay nghề, sẽ khiến cho bạn có xu hướng thích thú những công việc mà mình đang làm hơn. Thứ ba, tìm tòi những công thức nấu ăn mới. Theo dõi những cái kênh nấu ăn trên các cái trang mạng xã hội, trên truyền hình và trên các ứng dụng làm bếp, nhà bếp. Rất là nhiều kiến thức hiệu quả khiến bạn muốn xuống bếp ngay lập tức. Hãy giữ thói quen tìm tòi món mới. Bạn sẽ cảm thấy rất là thích thú mỗi ngày khi chinh phục các món ăn thật là thú vị, tạo những món ăn ngon cho gia đình. Thứ tư là trang trí bếp theo cách của bạn. Bên cạnh việc thường xuyên lựa chọn, dọn dẹp, sắp xếp, lau chùi nhà bếp, tủ đựng chén, bát, rồi là bề mặt của bếp, tủ lạnh, rồi là các cái nồi chiên không dầu, nồi cơm, vân vân, rất nhiều thứ. Trang trí theo cái sở thích của bạn cũng rất là quan trọng, không kém đến việc để tạo cho mình những cái cảm xúc hứng thú. Một cái góc bếp đầy cá tính sẽ giúp chủ nhân của nó đầy năng lượng mỗi ngày để tạo ra những món ăn ngon cho mọi người thân trong gia đình. Thứ năm, đơn giản hóa bữa ăn. Hãy đơn giản hóa mọi thứ trong nhà bếp, từ thức ăn cho tới gia vị nấu nướng. Bạn có thể thấy quá trình nấu nướng bớt mệt mỏi và ít tốn kém thời gian. Hãy chỉ dùng những nguyên liệu cần thiết nhất, bày biện gọn gàng các món ăn đã sơ chế xong để quá trình nấu ăn của mình nên đơn giản và dễ dàng hơn. Thứ sáu, hãy lập kế hoạch nấu ăn để không phải nghĩ đến hôm nay ăn gì, hôm nay nấu gì. Bạn hãy lập ra một cái kế hoạch thực đơn hàng tuần từ thứ hai đến 3 ngày một lần, hoặc là thứ hai đến thứ bảy. Nó sẽ giúp cho việc nấu nướng trở nên đơn giản hơn. Thứ bảy, có một số người chia sẻ rằng bên cạnh việc cập nhật các món ăn mang tính chất xu hướng trên TikTok, trên Instagram, trên YouTube, trên Facebook, vân vân, tình yêu bền vững của họ dành cho nấu ăn là đến từ những cuốn sách dạy nấu ăn. Bạn hãy nhớ điều này. Thứ 8, hãy trồng một vườn rau sạch tại nhà. Hãy thử trồng rau sạch tại các cái sân vườn của mình, có những cái góc nhỏ, những cái nơi ban công của nhà bạn, rất là nhiều góc để bạn có thể trồng những cái rau xanh, rau sạch của mình. Chắc chắn điều này sẽ là những cái sản phẩm mua ở cửa hàng không bao giờ ngon và so sánh được và đáng tin được những cái món mà bạn trồng, những cái rau xanh trong không gian của nhà mình bằng những loại thực phẩm hái từ vườn, từ nhà. Một bữa cơm ngon đầy đủ thành viên sẽ gắn kết tình cảm gia đình lại với nhau. Mong rằng với những chia sẻ trên đây của tôi sẽ giúp cho bạn có động lực, có niềm vui, có sự hào hứng khi vào bếp để tạo những món ăn cho những người thân yêu trong gia đình. Vâng, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Các bạn muốn xem video tiếp theo thì hãy nhấn nút đăng ký kênh hoặc nhấn nút quả chuông 2 lần đem đến cho bạn những cái kiến thức bổ ích về ẩm thực, nấu ăn và sức khỏe để tạo cho những người thân yêu trong gia đình có những cái sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.